chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh truyền hình VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và tôi là Thanh Liêm, người sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong 30 phút sắp tới. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang. Lực lượng cứu hộ chết lặng khi chứng kiến thi thể nạn nhân phủ đầy bùn đất. Dịch bệnh bạch hầu đang xuất hiện ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung. Bắc Giang tiếp tục truy vết, cách ly người có nguy cơ nhiễm bệnh. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI xác định danh tính tay súng ám sát hụt cựu tổng thống Donald Trump. Gần một tuần sau khi bão Beryl đổ bộ, khoảng 2 triệu người dân Mỹ vẫn bị mất điện giữa đợt nắng nóng. Thưa quý vị và các bạn, vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 13 tháng 7 trên địa bàn huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Với mong muốn cứu sống kịp thời những nạn nhân xấu số gặp nạn, lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã nỗ lực không ngừng nghỉ, dầm mưa, đào đất tìm kiếm, không từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Thế nhưng điều kỳ diệu đã không đến, và có khoảnh khắc lực lượng đã phải chết lặng đi khi chứng kiến thi thể của nạn nhân phủ đầy bùn đất. Sau đây là ghi nhận và hình ảnh của phóng viên VTC14 tác nghiệp tại hiện trường. Giờ 30 phút sáng, khi nhận được tin, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Giang đã khẩn trương lên đường. Tới nơi nhìn hiện trường và không khỏi choáng ngợp, số lượng đất đá sạt lở quá nhiều, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm, thậm chí đào đất bằng tay. Thì sau khi nhận tin thì đã huy động tất cả lực lượng và phương tiện, các cái dụng cụ thiết bị cần thiết, xe phương tiện cứu nạn cứu hộ. Lúc đến hiện trường thì trời vẫn còn tối, mập mờ sáng thì đã xác nhận được là có 5 nạn nhân. 5 nạn nhân thì trong đó có 2 nạn nhân vẫn còn đang thoi thóp ở trong vũng bùn và 3 nạn nhân thì xác định đã chết. Thì đơn vị trước mắt là xác định cứu người đã đưa 2 cái nạn nhân đào bới và đưa 2 cái nạn nhân trước lên trước để đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, và tiếp theo là đã đào bới và đưa tiếp 3 cái nạn nhân xác định đã chết. Tại địa bàn hiện trường thì đất đá đã vùi lấp cái khu vực giao thông đi lại, cho nên là chúng tôi sử cử 2 lực lượng. Lực lượng thứ nhất là từ công an tỉnh điều vào để mà ứng cứu khu vực một bên, còn một bên thì chúng tôi sử dụng lực lượng công an huyện Bắc Mê để mà ứng cứu bên còn lại. Như vậy thì chúng ta hiện nay khối lượng đất đá rất là lớn, thì từ 5 giờ sáng hôm qua thì các lực lượng đã triển khai. Theo đó thì chúng tôi sử dụng lực lượng công an tỉnh gồm và lực lượng cứu nạn cứu hộ PC07, lực lượng cảnh sát cơ động cũng như là các lực lượng khác liên quan để tập trung để cứu nạn cứu hộ từ bên phía gần thành phố, còn lực lượng bên phía Bắc Mê thì chúng tôi sử dụng lực lượng công an huyện cũng như các lực lượng công an xã tại đây. Với hy vọng có thể cứu được người bị nạn kịp thời, tuy nhiên khi phát hiện một thi thể em bé ướt sũng, toàn thân phủ một lớp bùn đất, khiến không ít cán bộ chiến sĩ phải chết lặng, tim dừng một nhịp, rồi mới nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc, cùng đồng nghiệp đưa thi thể cháu bé lên cáng. Lúc đấy thì cháu bé mặt mũi do là bùn lấp nhiều, nó phủ nhiều đất quá nên mình lúc đấy nhìn thấy thì cũng rất là thương và buồn, nhưng mà vì công việc mình vẫn phải làm việc, bùn lấp sâu và đào bới thì rất mất nhiều sức của lực lượng và tất cả lực lượng khác, thì số lượng đất lấp ít nhất cũng phải tầm 2 mét. Hơn một ngày đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang cùng nhiều máy móc khẩn trương cứu hộ, trong đó có nhiều lực lượng của công an tỉnh Hà Giang. Do địa hình phức tạp cộng lượng đất đá lớn, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt tình hình, phòng cảnh sát cơ động đã sử dụng chó nghiệp vụ để phục vụ công tác tìm kiếm. Khoảng 9 giờ thì chó nghiệp vụ tìm thấy một cháu gái bé khoảng tầm 6 tuổi cùng với một phụ nữ ở dưới vách chân suối. Thật sự thì nhìn cảnh bé gái 6 tuổi bị đất đá chôn vùi, vì là cuốc xẻng thời điểm đấy là đã tiến gần đến nạn nhân thì phải anh em cán bộ chiến sĩ nhìn vào
phải dùng tay để cào bới nạn nhân lên. Nhiều nạn nhân sau khi được cứu thoát trong vụ sạt lở đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Anh Giàng A Trần, nạn nhân trong vụ việc, vẫn không khỏi bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc sinh tử. Nó sập kẹp chân em ấy, sao không chạy được. Xong lại sập lần thứ hai kẹp vào người ấy. Thế xong em không biết gì luôn. Xuống cho nhẹ ô tô lại lên được. Xong bị kẹt xong em không biết gì luôn. Thấy toàn đất và cát này. Xong đến 5 giờ sáng có mấy anh cứu hộ kia đến cứu. Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, tổng số người tử vong trong vụ việc là 11 người, 4 người bị thương, 9 người an toàn. Trong sáng nay, sau khi xác định không còn nạn nhân nào mất tích, chính quyền tỉnh Hà Giang đã công bố dừng công tác tìm kiếm, tập trung dọn dẹp bùn đất, giải phóng hiện trường. Sau khi kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ người bị nạn, lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã khẩn trương san gạt bùn đất để thông tuyến đường độc đạo đi huyện Bắc Mê, nối tỉnh Cao Bằng. Sau đây là hình ảnh ghi nhận tiếp theo của phóng viên tại hiện trường. Sau một thời gian dài trên quốc lộ 34 bị ách tắc do tình trạng sạt lở đất thì đến khoảng 14:30 chiều nay thì tuyến đường đã được thông xe cũng như là phương tiện đã có thể qua lại. Tuy nhiên thì lực lượng chức năng vẫn phải túc trực ở đây để phân luồng cũng như là điều tiết, tránh cái tình trạng ách tắc xảy ra cũng như là mất an toàn giao thông khi mà một số điểm còn có tình trạng sạt lở cũng như là đất đang bị thấm nước khá là nhiều, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Biết được thông tin tuyến đường đã có thể qua lại, nhiều người dân đã di chuyển đến đây. Tuy nhiên do việc đất đá vừa san gạt xong nên việc lưu thông vẫn còn chậm. Thật ra thì xem về thông tin thì trên mạng Facebook thôi, ở bên phóng viên Hà Giang thì mới biết được cái đoạn này bị sạt lở, đang bị tắc đường. Thế là cũng nhờ cái phóng viên Hà Giang đó thì biết là hôm nay xe tạm thời là đang đi được. Mình thường xuyên là di chuyển qua đây để đi công tác. Sạt lở thì từ cái hôm mà mình về từ hôm trưa thứ sáu rồi. Còn hôm nay là cũng xem thông tin thì là cũng báo là thông tuyến đường, nên là mình bắt đầu đi làm từ chiều nay, ngày mai có mặt tại nơi làm việc. Đến thời điểm này là các phương tiện được thông là cũng di chuyển bình thường cả hai đầu tuyến, đầu quốc lộ ở Hà Giang và Bắc Mê ra Hà Giang, đảm bảo giao thông thông suốt. Do địa hình tuyến quốc lộ 34 khá phức tạp, đặc biệt trong tình trạng mưa lớn liên tục, dễ xảy ra sạt lở. Trước nguy cơ trên, để hạn chế thiệt hại, chính quyền địa phương đã tăng cường biện pháp cũng như tuyên truyền cảnh báo đến người dân. Do cái địa hình của chúng tôi thì rất là phức tạp. Hiện nay thì mưa năm nay thì nó rất là mưa to và nó mưa kéo theo nhiều đợt. Do vậy là đất đá hiện nay là nó đã lỏng ở rất nhiều cái địa hình của đồi núi miền núi. Do vậy cái độ sạt trượt thì nó sẽ còn xảy ra. Từ cái này thì chúng tôi tiếp tục là họp ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của huyện và bàn các giải pháp để tuyên truyền rồi cũng như là cảnh báo cho bà con nhân dân tránh những cái vùng có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt là sẽ có cái khuyến cáo cho bà con là trong cái mùa mưa lũ thì sẽ không đi lại nhiều ở những cái vùng này. Về đoạn đường vừa được thông xe, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục túc trực theo dõi để bảo đảm an toàn cho người dân qua lại, cũng như tránh việc ách tắc giao thông có thể xảy ra. Thưa quý vị, những ngày tới, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn ở nhiều khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ, Tây Nguyên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Do đó, người dân cần chuẩn bị các phương án nhằm phòng ngừa. Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, dấu hiệu của sạt lở đất là mưa nhiều ngày, mưa lớn, xuất hiện vết nứt tường nhà, sườn đồi, cây cối nghiêng, nước sông suối chuyển màu đục, mặt đất phồng lên, mặt đất rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Khi có những dấu hiệu trên, người dân cần theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh. Các lực lượng địa phương cần theo dõi và tiến hành di rời nếu nguy cơ lớn, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Ngoài ra, theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo,
người dân cần luôn luôn cảnh giác, đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, cần tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét như triền núi, khu vực giáp sông suối, cần di chuyển thật xa ra khỏi nơi nguy hiểm đến khu vực cao hơn. Khi di rời cần đảm bảo theo nguyên tắc, đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, di rời trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Địa điểm di rời là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện hoặc những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo những nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Người dân lưu ý không được đi qua và lại gần quanh khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối chuyển từ trong sang đục dần, không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Thưa quý vị, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần tới, hầu khắp các tỉnh từ Bắc, Trung, Nam Bộ. Trước tác động của mưa lớn, thì người dân cần hết sức đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 tháng 7 đến đêm ngày 15 tháng 7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngoài ra, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 7, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm trên 24 giờ, cục bộ có nơi trên 80 mm trên 24 giờ, mưa tập trung nhiều vào chiều tối và đêm. Từ ngày 18 tháng 7, mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng giảm dần. Ở Bắc Bộ có khả năng mưa lớn kéo dài đến hết ngày 18 tháng 7. Dự báo trước tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, ngày 14 tháng 7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Theo đó thì cấm tàu thuyền ra khơi bắt đầu từ chiều nay. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai lực lượng phương tiện gồm 380 cán bộ chiến sĩ và 32 phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo các đồn biên phòng, tuyến biển thông báo lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ chiều ngày 14 tháng 7 đến ngư dân và các chủ tàu thuyền được biết, thông tin cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới nhằm chủ động phòng tránh. Ghi nhận vào chiều nay, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa ở trên diện rộng. Các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn biên giới đang tích cực triển khai kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người, tài sản của người dân. Thưa quý vị, dịch bệnh bạch hầu đang xuất hiện ở một số tỉnh miền Bắc và miền Trung. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu. Và Bắc Giang là địa phương mà dịch đang diễn biến phức tạp, khi trong một tuần phát hiện liên tiếp 2 ca dương tính. Và địa phương này vẫn đang tiếp tục truy vết cách ly người có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Dãy nhà trọ ở xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây đang cách ly các trường hợp F1, những người đã tiếp xúc gần với ca bệnh bạch hầu được phát hiện hôm 10 tháng 7. Tất cả họ đã được uống kháng sinh ngừa độc tố bạch hầu và đã được lấy mẫu xét nghiệm. Toàn bộ các F1 đều được lấy mẫu lần 1 và có cho kết quả xét nghiệm âm tính. Đối với bệnh nhân Giang ấy, F0 thứ 2 ấy, thì sau lần lấy mẫu lần thứ 2 thì đã cho kết quả dương tính. Thế còn lại 19 F1 còn lại thì hiện tại thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ lấy mẫu 2 bệnh nhân lần 2. Cơ sở quán hát này chính là ổ dịch bạch hầu lớn nhất của tỉnh Bắc Giang. Đang có gần 20 F1 được cách ly tại đây.
Điều đáng lo ngại là cả hai ca dương tính bạch hầu ở huyện Hiệp Hòa đều là người làm việc trong quán karaoke, di chuyển nhiều quán karaoke, quán game, tiếp xúc với nhiều người. Đối với những cái nghề nghiệp này mà mang các cái bệnh truyền nhiễm thì cái nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất là lớn, vì hàng ngày là tiếp xúc với rất là nhiều người và trong các cái địa điểm là phòng kín và không được thông gió. Điều trị dự phòng kháng sinh 7 ngày cho các cái trường hợp tiếp xúc gần và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Hướng dẫn xử lý môi trường khử trùng bằng chloramin B với nồng độ 0,1% clo hoạt tính tại các cái phòng trọ, quán karaoke, quán lép, khu vực cách ly và các cái khu vực xung quanh. Chuẩn bị đầy đủ các cái khu vực cách ly, cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng đáp ứng khi có dịch lớn xảy ra. Hiện Bắc Giang có 21 F1 đang được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Hầu hết kết quả âm tính. Tuy nhiên, ca bệnh thứ hai cho kết quả dương tính ở lần xét nghiệm thứ hai, nên ngành y tế tỉnh này cho biết chưa thể khẳng định được các F1 đã an toàn. Huyện Hiệp Hòa giao cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn và xử lý môi trường theo quy định. Ở tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ trẻ dưới 12 tháng tuổi được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu luôn đạt hơn 96%, nên địa phương này tự tin là dịch sẽ không bùng phát mạnh trong thời gian tới. Chúng tôi nhận định là dịch bệnh thì trong thời gian tới là ít có khả năng lây lan ra cộng đồng cũng như là phát triển rộng hơn. Tỷ lệ tiêm chủng của người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn đạt khoảng trên 96%. Như vậy thì miễn dịch ở ngoài cộng đồng là đã có. Rà soát các cái đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng chưa được tiêm hoặc là tiêm chưa đầy đủ 3 mũi vaccine phối hợp phòng bạch hầu trên địa bàn thì tổ chức tiêm bù, tiêm vét vào các cái buổi tiêm chủng thường xuyên. Trẻ lớn và người lớn thì cũng khuyến cáo là sẽ tiêm nhắc lại nhất là sau 10 năm, bởi vì lúc đấy là cái khả năng mà cái miễn dịch của cơ thể nó đã bắt đầu giảm thì chúng ta phải tiêm nhắc lại. Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B, lây qua đường hô hấp do tiếp xúc với người bệnh và người lành mang vi khuẩn. Bệnh có tỷ lệ lây lan nhanh. Đặc biệt nếu người tiếp xúc ca bệnh chưa được tiêm phòng thì tỷ lệ lây lan có thể lên đến 100%. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh. Với những người xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, cần được cách ly và đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Hôm qua ngày 13 tháng 7, tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra sự việc mẹ con thai phụ tử vong do quá trình phẫu thuật không thành, bé gái không qua khỏi. Người mẹ được chuyển lên tuyến trên nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Cho rằng sự việc trên là bất thường, người nhà thai phụ đã kéo tới cơ sở y tế yêu cầu phải làm rõ. Và ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh nhằm xác định vụ việc. Cụ thể, khoảng 7 giờ 5 phút ngày 13 tháng 7, bác sĩ tiếp nhận thai nhi sinh năm, sản phụ sinh năm 1992, trú tại xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Chị này mang bầu lần thứ 3, thai nhi 39 tuần tuổi và sau khi làm các xét nghiệm, chị được theo dõi quá trình chuyển dạ tại khoa sản. Đến khoảng 8 giờ 15 phút cùng ngày, sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân và tim nghe không rõ. Ngay lập tức các bác sĩ đã xử lý cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời hội chuẩn trực tiếp lãnh đạo và báo động đỏ toàn viện hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị suy hô hấp, ngừng tuần hoàn, ối vỡ sớm, cơn hen phế quản ác tính, theo dõi thuyên tắc mạch ối. Tuy nhiên quá trình phẫu thuật không thành. Thai nhi là một bé gái nhưng không qua khỏi. Người mẹ được chuyển lên tuyến trên nhưng cũng tử vong sau đó. Cho rằng bệnh viện tắc trách dẫn tới sự việc hai mẹ con thai phụ bị tử vong. Người nhà đã kéo tới cơ sở y tế yêu cầu làm rõ sự việc. Hiện Sở Y tế Thanh Hóa cũng đang xác định nguyên nhân sự việc này. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một ổ dịch bệnh sởi tại huyện Cư Quyên. Ngành y tế tỉnh đang triển khai các biện pháp để khống chế ổ dịch, không để bệnh lây lan trên địa bàn. Ổ dịch sởi xảy ra trên địa bàn hai xã là Ia Brok và Drei Bờ Hăng, huyện Cư Quyên, với hai trường hợp dương tính bệnh sởi.
Trường hợp mới nhất là bệnh nhi sinh năm 2023, trú tại xã Ia Bờ Hốc, có triệu chứng bị sốt, ho. Kết quả trẻ dương tính với bệnh sởi và chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Trước đó, y tế địa phương cũng đã ghi nhận trường hợp bệnh nhi 1 tuổi trú tại xã Tờ Rây Bờ Hằng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo kết quả rà soát, có 100 trẻ tại xã Tờ Rây Bờ Hằng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Trung tâm Y tế huyện Cư Quyên đã nhanh chóng triển khai tiêm cho tất cả các đối tượng này. Riêng trường hợp bệnh nhi ghi nhận mắc sởi tại xã Ia Bốc, y tế địa phương nhanh chóng điều tra, giám sát cũng như là triển khai các biện pháp phòng bệnh. Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lấy mẫu huyết thanh những trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân và xử lý môi trường bằng hóa chất. Đồng thời tiếp tục rà soát các đối tượng chưa được tiêm vaccine sởi, lập kế hoạch tiêm bù, tiêm vét ngay trong tuần tới. Một vụ nổ súng xảy ra tại cuộc meeting vận động tranh cử của ông Donald Trump ở bang Pennsylvania khiến ứng viên của Đảng Cộng Hòa bị thương. Đây là cuộc vận động tranh cử cuối cùng của ông Trump trước Đại hội Đảng Cộng Hòa ngày 15 tháng 7. Truyền thông đưa tin cựu Tổng thống Mỹ đã xuất viện vào cuối ngày, theo giờ địa phương, sau khi được chăm sóc vết thương và kiểm tra sức khỏe. Theo truyền thông sở tại, ít nhất 8 tiếng súng đã vang lên khi ông Donald Trump vừa bắt đầu bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Butler, Pennsylvania. Người phát ngôn lực lượng mật vụ Mỹ xác nhận ông Donald Trump bị thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và hiện đã an toàn. Vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Trump đang được điều tra theo hướng đây là một vụ ám sát. Hung thủ đã bị mật vụ Mỹ bắn chết. Ngoài ra, cũng có một khán giả đã thiệt mạng và hai người bị thương nặng trong vụ việc. Lực lượng an ninh đã phát hiện một súng tiểu liên AR tại hiện trường. Theo báo New York Post, thủ phạm đã phục kích ở trên mái của một nhà máy sản xuất cách khu vực sân khấu 118 mét. Kinh hoàng. Ý tôi là vụ nổ súng. Nó thực sự gây choáng váng, nhưng nó sẽ chỉ khiến mọi người trở nên đoàn kết hơn với ông ấy. Ngay sau vụ việc, trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn cơ quan mật vụ Mỹ và tất cả cơ quan thực thi pháp luật vì phản ứng nhanh chóng của họ trong vụ nổ súng. Ông đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình của người thiệt mạng và nạn nhân bị thương nặng trong sự kiện. Về phía Tổng thống Joe Biden, ông cho biết đã nói chuyện với ông Trump sau vụ việc, đồng thời lên án bạo lực chính trị sau vụ nổ súng. Ông Biden cũng sẽ tạm dừng các hoạt động truyền thông tranh cử, cũng như dừng phát sóng các đoạn quảng cáo trên truyền hình sớm nhất có thể. Mỹ không có chỗ cho bạo lực chính trị. Đó là lý do phải đoàn kết dân tộc. Chúng tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra một lần nào nữa. Lãnh đạo nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối mọi hình thức bạo lực sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn tại cuộc vận động tranh cử. Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ kinh hoàng trước những cảnh tượng gây sốc tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump, đồng thời khẳng định bạo lực chính trị dưới mọi hình thức không có chỗ đứng trong xã hội. Thủ tướng Israel hy vọng cựu Tổng thống Trump sẽ an toàn và nhanh hồi phục. Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk tuyên bố hoàn toàn ủng hộ ông Trump và mong ông nhanh chóng hồi phục. Theo CNN, Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa dự kiến vẫn sẽ được tổ chức theo đúng kế hoạch, và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự đại hội dù ông bị thương khi đang vận động tranh cử. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đã xác định được danh tính tay súng ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động cử tri ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Theo các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ, vụ nổ súng đang được điều tra như là một âm mưu ám sát. Theo thông tin từ FBI, tay súng là một nam thanh niên 20 tuổi, được xác định là Thomas Matthew Krupp ở Pennsylvania. Tay súng đã bị mật vụ Mỹ bắn hạ sau khi bắn bị thương cựu Tổng thống Trump và sát hại một người tham dự cuộc vận động cử tri của ông Trump ở Pennsylvania. Hai người khác cũng bị thương trong vụ tấn công. Các lực lượng chức năng Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục điều tra để xác định mục đích cuộc tấn công và liệu tay súng có còn tòng phạm khác hay không, và quá trình điều tra dự kiến sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày. Đặc vụ phụ trách văn phòng FBI tại thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania cho biết không tồn tại mối đe dọa nào sau vụ nổ súng trong cuộc vận động tranh cử nêu trên. Hiện ưu tiên của lực lượng điều tra là xác định động cơ của vụ nổ súng và tìm ra những người dính líu đến vụ việc nếu có. Tại cuộc họp báo, nhà chức trách xác nhận đã có một người thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng trong vụ nổ súng. Ba nạn nhân đều là nam giới trưởng thành. Không có cảnh sát nào bị trúng đạn trong vụ việc này.
Theo Reuters, đây là vụ ám sát đầu tiên tại Mỹ nhằm vào một tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống kể từ khi tổng thống Ronald Reagan bị ám sát hụt vào năm 1981. Và Nhà Trắng cũng xác thực thông tin ngày 13 tháng 7 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ứng cử viên Donald Trump sau vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử của Đảng Cộng Hòa ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Trong tuyên bố về vụ nổ súng, Tổng thống Biden nhấn mạnh đây là hành vi mà tất cả mọi người cần phải lên án, đồng thời xác nhận đã nói chuyện với ông Trump sau khi xảy ra vụ ám sát hụt. Ông khẳng định không thể để những vụ việc như vậy tiếp diễn. Hiện tại ông Biden đang đợi thêm thông tin trước khi chính thức gọi vụ tấn công này là âm mưu ám sát bất thành nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay sau vụ nổ súng, ông Biden đã rút ngắn chuyến nghỉ dưỡng tại Delaware để lên đường trở về thủ đô Washington. Tổng thống Biden sẽ nhận được báo cáo cập nhật của lực lượng thực thi pháp luật về sự việc vào sáng ngày 14 tháng 7 theo giờ Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã có cuộc thảo luận với thống đốc bang Pennsylvania và thị trưởng thành phố Butler về sự việc này. Còn ngày 13 tháng 7, cơ quan y tế Dải Gaza cho biết ít nhất 71 người đã thiệt mạng và 289 người khác bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào khu Al-Mazwansi gần ở thành phố Khan Yunis, phía nam của Dải Gaza. Hamas đã cáo buộc Israel tiến hành một cuộc thảm sát nhằm vào khu vực được xem là vùng an toàn tại Dải Gaza. Giải thích về lý do tấn công khu Al-Mawasi, nơi mà Israel đã tuyên bố là vùng an toàn. Đài phát thanh quân đội Israel nói rằng nước này đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào chỉ huy quân sự của Hamas là ông Mohammed Deif, nhân vật được cho là đang ẩn náu trong một khu vực nhân đạo do Israel chỉ định ở Al-Mawasi. Thủ tướng Israel Netanyahu để ngỏ khả năng thủ lĩnh Hamas đã tử vong, song tuyên bố sẽ theo đuổi mục tiêu chiến tranh ở Gaza đến cùng. Không rõ lãnh đạo Hamas đã thiệt mạng hay không trong vụ không kích, nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ lãnh đạo của Hamas. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đưa các con tin trở về. Chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận vừa giải phóng con tin, vừa cho phép tiếp tục cuộc chiến cho đến khi giành chiến thắng. Trong khi đó, Hamas đã cáo buộc quân đội Israel tiến hành một vụ thảm sát lớn bằng cách ném bom xuống khu ở của người di tản tại Khan Yunis, khiến ít nhất 71 dân thường thiệt mạng. Theo lực lượng Hamas, cuộc không kích này cho thấy Israel không quan tâm tới việc đạt được lệnh ngừng bắn. Vụ thảm sát ở Al-Masawi, phía tây Khan Yunis, là một vụ thảm sát ghê tởm. Đây là sự leo thang nguy hiểm và tiếp tục hàng loạt tội ác và chiến tranh ở Dải Gaza. Vụ thảm sát này nhằm vào nơi được coi là khu vực an toàn và kêu gọi người dân sơ tán đến đó. Tuy nhiên, Israel đã lừa dối người dân mà nhắm vào họ theo cách tàn bạo này. Văn phòng truyền thông Gaza đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và tất cả các nước trên thế giới gây áp lực lên Israel và Mỹ nhằm ngăn chặn nạn diệt chủng và đổ máu đang diễn ra ở Dải Gaza. Cuộc xung đột Israel-Hamas đã bước sang tháng thứ 9. Ước tính hơn 38.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Gần một tuần sau khi bão Beryl đổ bộ, khoảng 2 triệu người dân Mỹ ở thành phố Houston, bang Texas vẫn bị mất điện giữa đợt nắng nóng. Cơn bão Beryl đã gây ra hư hại đường dây truyền tải, làm đổ cây cối và các cơ sở hạ tầng điện. Nhiệt độ ở thành phố Houston tăng cao và hiện đã lên tới 38 độ C. Cơn bão Beryl đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho Houston và các vùng lân cận ở Texas. Tình trạng này đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân, đặc biệt khi nhiệt độ tăng cao. Thành phố cần phải làm gì đó để cung cấp ánh sáng cho người dân và đảm bảo rằng chúng tôi không còn phải chịu đựng tình trạng này nữa. Thêm vào đó, những cơn mưa lớn và điều kiện ẩm ướt đã khiến nấm mốc đen phát triển trong nhiều ngôi nhà. Các tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực hỗ trợ cư dân dỡ bỏ tấm tường khô mốc và sửa chữa nhà cửa. CenterPoint Energy, nhà cung cấp điện lớn nhất ở bang Texas cho biết, hiện công ty đã khôi phục điện cho khoảng 1,4 triệu khách hàng kể từ thời điểm cơn bão Beryl xảy ra. Còn khoảng 870.000 khách hàng của công ty vẫn bị mất điện. Sự việc này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc cải thiện cơ sở hạ tầng và hệ thống ứng phó khẩn cấp để đối phó với các thảm họa thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt. Và thông tin quốc tế đáng chú ý vừa rồi đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.